Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh COVID-19, nhưng thời gian qua, cộng đồng các doanh nghiệp ở Đà Nẵng cũng đã đồng lòng chung tay cùng thành phố phòng chống dịch bệnh. Góp sức cùng thành phố trong ứng phó dịch bệnh, các doanh nghiệp luôn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các cấp chính quyền. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Sơn Trà Đà Nẵng hàng ngày đều thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, người lao động, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để duy trì hoạt động sản xuất trong giai đoạn hiện nay. Doanh nghiệp là chúng tôi luôn luôn có ý thức rằng là công tác như là phòng chống dịch là một những cái công tác thiết yếu, là về doanh nghiệp của chúng tôi luôn triển khai từ tất cả các bộ phận, từ ban giám đốc cho tới là cấp quản lý và cán bộ công nhân viên. Song hành với đó, công ty đã trao tặng hàng ngàn khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, ủng hộ máy thở cho các bệnh viện, tặng 5 tấn gạo nghĩa tình, cấp phát cho cộng đồng. Đặc biệt là hỗ trợ thành phố thi công miễn phí toàn bộ hệ thống điện nước cho bệnh viện dã chiến ở Cung Tiên Sơn. Chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng là tham gia vào những chương trình kêu gọi của thành phố để cùng chung tay, cùng với cộng đồng xã hội để mà chống dịch. Cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch, thời gian qua còn có rất nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận bỏ qua thiệt hại của doanh nghiệp mình, đồng lòng chia sẻ với thành phố vượt qua khó khăn. Thưa quý vị, đây là gian bếp của nhà hàng For You Đà Nẵng và hiện tại thì mọi người đang chuẩn bị gần 1.000 suất ăn để cung cấp cho bệnh viện Đà Nẵng. Và trên tay Văn Khải lúc này là một suất ăn với đầy đủ những cái thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và đáp ứng được các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Và các suất ăn này sẽ góp phần cùng với lực lượng tuyến đầu chúng ta nâng cao sức khỏe và giữ vững được tinh thần trong cái câu chuyện chúng ta phòng chống dịch. Đến nay là ngày thứ 16, kể từ lúc có lệnh cách ly xã hội ở Đà Nẵng, nhà hàng For You đều đặn cung cấp trung bình một ngày hơn 1.000 suất ăn, ngày cao điểm gần 2.000 suất ăn cho bệnh viện Đà Nẵng. Đơn vị cũng đang tiếp tục có những hành động là cũng hướng đến những cái tuyến đầu, như là ví dụ như cũng đã liên hệ với bệnh viện phổi, bệnh viện Hòa Vang thì điều kiện để nấu ăn thì hơi xa, nhưng mà cũng sẽ có những cái câu chuyện để mà hỗ trợ với Hòa Vang. Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã phát động trong toàn thể các doanh nghiệp, hội viên đồng loạt tổ chức thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tuyến đầu đóng tại những khu cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh, đồng thời huy động tiền mặt, thực phẩm, hàng thiết yếu, các trang thiết bị, vật tư y tế để đồng hành cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thì trong cái đợt dịch này thì các anh chị đã làm được rất là nhiều việc cho thành phố, vì trong các lĩnh vực về y tế, về chung tay, về đóng góp một phần tài sản của mình, rồi cùng với kêu gọi cộng đồng để tạo cái động lực để mọi người cùng vượt qua trong cái giai đoạn khó khăn này. Những việc làm của các doanh nghiệp đã và đang thể hiện sự đồng lòng chung tay vì thành phố Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn này.